cộng đều lên nha. Bây giờ Ngọc sẽ cộng đều lên nha. Này là Ngọc cũng không biết là sốt gì nữa, chắc phải là sốt cà chua nha mọi người. Giờ thì Ngọc sẽ cộng đều lên nha. Wow, rất là hấp dẫn luôn mọi người ơi. Thật mọi người ăn chung với Ngọc nha. Rất là ngon mọi người ơi.